Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mâu thuẫn bên bàn nhậu, một người bị đâm trọng thương trong đêm ngày 11 tháng 10 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, trong khi cầu mới thi công ì ạch đang gây cản trở đến sinh hoạt của người dân. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại 0379 3 số cuối 232. Đình Lại Thế, ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm ở Thừa Thiên Huế đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0333 3 số cuối 774. Ấm lòng quán cơm chay miễn phí cho người nghèo ở huyện Tịnh Biên, An Giang. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Phương có số điện thoại 0926 3 số cuối 843. Độc đáo những cây hoa sứ được kéo dài rễ để tạo thành thân cây của một thanh niên đam mê cây cảnh ở Đồng Tháp. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Lan Anh có số điện thoại 0338 3 số cuối 541. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0982 3 số cuối 651. Khán giả này cho biết sáng ngày 12 tháng 10, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi tàng trữ chất ma túy. Trước đó vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 tại khu vực trước cửa nhà số 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, lực lượng trinh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang đối tượng Dương Thị Hồng Thủy, sinh năm 1980, quê quán Tiền Giang, hiện đang cư trú tại nhà số 129, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ trong túi áo đối tượng Thủy 2 gói ni lông được hàn kín bên trong chứa tinh thể màu trắng. Qua điều tra, đối tượng Thủy khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Từ Đắk Lắk, khán giả Gia Huy có số điện thoại 0978 3 số cuối 845 cho biết, sáng 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc niêm phong và vận chuyển, thu giữ trên 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý. Trước đó, qua một thời gian theo dõi, nắm tình hình, chiều tối ngày 11 tháng 10, đội phòng ngừa đấu tranh chuyên án kinh tế trong lĩnh vực buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu, trí tuệ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vi, 34 tuổi, ở 74 trên 45B Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của bà Vi có một số lượng lớn hạt nêm Knorr và bột ngọt nhiều loại với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình kiểm tra, bà Vi không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong thu giữ toàn bộ số hàng để chờ giám định. Qua kiểm đếm có tổng cộng 521 thùng bột ngọt và 487 thùng hạt nêm Knorr với tổng trọng lượng trên 10 tấn. Bước đầu, bà Vi khai nhận đã đặt mua số hàng này từ một công ty ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh không qua hóa đơn chứng từ để về bán lại kiếm lời. Thưa quý vị, sáng 12 tháng 10 tại vườn hộ số 101/2 thuộc ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn điện làm một người tử vong. Theo khán giả Phạm Văn Toàn có số điện thoại 0976 3 số cuối 379 thì nguyên nhân ban đầu được xác định là do motor bơm nước bị rò rỉ điện. Rồi tắt hết chưa? Chụp hết chưa? 124. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, người hàng xóm phát hiện ông Lê Văn Xiên, 64 tuổi, ngụ tại ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, đang nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc mô tô bơm nước nên đã chạy vào báo gia đình. Điện thế bao nhiêu? Ngay sau đó, người nhà ông Xiên đã ngất điện, nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết trước đó, ông Xiên ra vườn bơm nước cho vườn trái cây đang bị ngập nước và gặp nạn. Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng Điện lực Sa Đéc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân là do motor bị rò rỉ điện ra ngoài, gây điện giật. Tới nơi làm việc cũ chơi và tổ chức ăn nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên một người đàn ông bị bạn nhậu dùng hung khí đâm trọng thương. Vụ việc xảy ra vào tối 11 tháng 10 trên địa bàn phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Lâm, 36 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Bình Thạnh, đến lò bánh mì trên địa bàn phường Tân Phú, quận 9, nơi anh Lâm từng làm việc để tổ chức ăn nhậu cùng một số người ở đây. Trong lúc nhậu, anh Lâm xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên ngồi cùng bàn dẫn tới xô xát. Bất ngờ, nam thanh niên này dùng hung khí tấn công anh Lâm. Anh Lâm bỏ chạy được một đoạn đến trước số nhà 54, xa lộ Hà Nội thì gục xuống đất. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng gọi điện báo công an địa phương. Nhận tin báo, công an phường Tân Phú có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu với vết thương sâu ở bụng, đồng thời bảo vệ hiện trường. Công an quận 9 sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân các xã ven biển huyện Hòa Bình và phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lo lắng mỗi khi qua lại cầu sắt bắc ngang kênh 30 tháng 4 vì cầu xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, theo quan sát của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại 0379 3 số cuối 232 thì cầu mới đã bắt tay vào thi công nhưng tiến độ rất chậm. Người dân ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu ai cũng lắc đầu ngao ngán mỗi khi qua cầu vào giờ cao điểm. Dù phải gồng gánh cho hàng nghìn phương tiện qua lại, cầu Chòm Xoài hiện đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Cây cầu dài khoảng hơn 100 mét, cầu có bề ngang rất hẹp, chỉ vừa đủ lọt cho hai chiếc xe gắn máy qua lại. Cầu được xây dựng từ cách đây hàng chục năm nên một số trụ cầu đã bị gãy mục. Những trụ làm bằng bê tông thì nứt nẻ, lộ ra những đoạn sắt han rỉ. Hai bên đầu cầu được xây bê tông với độ dốc cao, đỉnh cầu và lan can được lót nối bằng sắt. Lan can một số đoạn phải thay thế bằng những thanh tre chắp vá. Đặc biệt, khu vực hai bên bờ xuất hiện những vết sạt lở lớn ăn sâu vào những trụ cầu. Hàng chục năm qua, cây cầu đóng vai trò rất quan trọng trong việc nối liền lưu thông của người dân ở các xã của huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu. Tuy nhiên, mỗi khi qua đây, người dân luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Được biết, cầu Chòm Xoài vốn đã rất dốc, bắc qua kênh 30 tháng 4 nước chảy ra cửa biển Nhà Mát, nơi nước chảy xiết rất nguy hiểm, nay lại xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân càng gặp khó khăn. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do lạc tay lái, trượt dốc cầu. Khán giả Nguyên Hoàng cũng cho biết thêm, một cây cầu bê tông mới được xây dựng hàng chục tỷ đồng thay cho cây cầu này được khởi công cách đây vài năm, nhưng không rõ vì lý do gì khi đang xây dựng nửa chừng lại không tiếp tục. Điều này khiến người dân rất bức xúc. Được biết khoảng 15 ngày nay mới có vài công nhân đến đây lắp sắt, hàn điện trên mặt cầu. Tuy nhiên dự án đã chậm tiến độ hơn một năm và không biết bao giờ được đưa vào sử dụng. Đình Lại Thế, xã Phú Thượng, Phú Vang được xây dựng từ năm 1741 thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ hai. Đây là một trong những ngôi đình cổ ở Thừa Thiên Huế có giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Vào năm 2001, đình này được công nhận di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0333 3 số cuối 774 thì theo thời gian, hiện nhiều trụ cột đã bị sụt lún, mục rỗng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hiện nay, tại Đình Lại Thế vẫn còn lưu giữ nhiều di vật quý, có thể kể đến như 4 bức hoành phi sơn son thép vàng bằng chữ Hán, 6 sắc phong các đời vua ban tặng cho các ngài có công khai canh, khai khẩn, gây dựng, mở mang làng mạc. Điều đặc biệt trên các xà ngang, kèo có chạm khắc rất tỉ mỉ và mềm mại như những hình rồng hay hình hoa lá. Trải qua thời gian đã làm phai dần những sắc màu sơn son thép vàng nhưng nét chạm khắc vẫn rất tinh xảo. Tính đến nay, Đình Lại Thế đã tồn tại 277 năm. Dù đã được tu sửa nhiều lần vào các năm 1780, 1845, 1891 và 1998. Tuy nhiên, hiện nay bị xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, 2 hàng cột cái của chính điện đang bị lún sâu, gãy các vì kèo cùng toàn bộ phần mái đình. Một số cột đã mục ruỗng do quá lâu. Để khắc phục tạm thời, Hội đồng tộc trưởng họ Châu Trần Nguyễn đã dùng các cọc gỗ chống tạm tại các vị trí bị lún. Nếu không trùng tu kịp thời, Đình Lại Thế sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang đến. Mới đây, nhà nước đã duyệt kinh phí 300 triệu đồng và Ban vận động tu bổ Đình Lại Thế cũng đã kêu gọi được thêm khoảng 300 triệu đồng. Mặc dù số tiền chưa đủ, nhưng trước mắt vẫn phải tu bổ, sửa chữa đình, bởi nếu để lâu, Đình Lại Thế khó tồn tại. Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có rất nhiều đình làng cổ được xếp hạng di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia, trong đó có gần 10 di tích đình làng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo quy định, những di tích xếp hạng sẽ được nhà nước hỗ trợ 10–20% kinh phí trùng tu, số còn lại đến từ các nguồn xã hội hóa. Tuy vậy, việc kêu gọi xã hội hóa cũng là vấn đề nan giải. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, nhiều dự án bất động sản cùng các công trình nhà ở đang nhanh chóng hình thành, khiến mật độ xây dựng tại địa phương này ngày một gia tăng. Kéo theo đó là việc đổ trộm phế thải xây dựng vào các bãi đất trống bên đường hoặc những lô đất chưa xây dựng. Theo khán giả Bảo Trung có số điện thoại 0859 3 số cuối 087, thực trạng này đang khiến cho bộ mặt thành phố biển trở nên nhếch nhác. Lâu nay, đường Tố Hữu đoạn gần cầu Quán Trường thuộc phường Phước Hải, thành phố Nha Trang trở nên nhếch nhác bởi những bãi rác thải được vứt la liệt khắp nơi. Đặc biệt là đoạn từ đường A6 khu đô thị Phước Hải đến cầu Quán Trường, rác chất đống tràn ra cả làn đường dành cho xe máy, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Được biết, tình trạng trên không chỉ xảy ra tại tuyến đường Tố Hữu, mà nhiều khu vực khác cũng trong tình trạng tương tự. Việc đổ trộm phế thải xây dựng ngày một gia tăng. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã có văn bản giao cho địa phương kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp trên. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, cộng với việc đổ trộm thường diễn ra vào đêm khuya nên việc phát hiện và xử lý khá khó khăn. Hiện nay, những hoạt động tương trợ giúp đỡ người nghèo, những người có cuộc sống khó khăn đang ngày càng nhiều. Từ các cửa hàng thừa thì cho, thiếu thì nhận, hay những quán cơm, tủ bánh mì miễn phí được nhân rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh đã kịp thời giúp đỡ, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, mang lại ý nghĩa nhân văn cao đẹp trong đời sống xã hội. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Phương có số điện thoại 0926 3 số cuối 843, quán cơm chay miễn phí ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cũng vậy. Dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho các em học sinh dân tộc Khmer hay những người lao động nghèo khi cần chia sẻ. Điểm phục vụ cơm, nước uống miễn phí này được tổ chức mỗi tháng 4 ngày, gồm 2 ngày giữa tháng và 2 ngày cuối tháng âm lịch. Mỗi người nghèo đến đây đều được phục vụ miễn phí một phần cơm, kèm thức ăn và một ly cà phê đá hoặc một ly trà đá đường. Trong ngày đầu khai trương, điểm phục vụ đã tiếp đón hơn 200 thực khách. Để có nguồn thực phẩm phục vụ, Hội Chữ Thập Đỏ xã Phú Thành A đã vận động và được 22 mạnh thường quân tự nguyện đóng góp thường xuyên 200.000 đồng một tháng một người. Ngoài ra, hội còn tiếp nhận gạo, đường và các loại thực phẩm khác của một số nhà hảo tâm trong và ngoài xã. Điểm phục vụ có 12 tình nguyện viên luân phiên nấu cơm, chế biến thức ăn và pha chế nước phục vụ thực khách. Mỗi ngày, quán cơm chay miễn phí Diệu Đăng cung cấp từ 400 đến 500 suất cơm. Ngoài sự ủng hộ của bà con địa phương về rau củ, quả thì phải cần thêm khoảng 2 triệu đồng một ngày để mua nguyên vật liệu, gia vị và một số đồ dùng cần thiết phục vụ bữa ăn được phong phú. Một số bà con có tấm lòng hảo tâm thì đóng góp ngày công lao động, tham gia chế biến, nấu nướng thức ăn. Trong đó có nhiều bà con ở các huyện khác như là Chợ Mới, Phú Tân, thấy được việc làm ý nghĩa cũng đã tham gia phục vụ hoạt động của bếp ăn. Còn tại Đồng Tháp, một điểm phục vụ cơm nước uống miễn phí cho người nghèo cũng vừa được Hội Chữ Thập Đỏ xã Phú Thành A, huyện Tam Đông đưa vào hoạt động trong ngày 11 tháng 10. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Nga có số điện thoại 0916 3 số cuối 847 thì đây là điểm phục vụ cơm và nước uống miễn phí đầu tiên của huyện Tam Nông. Quán cơm chay miễn phí ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên có tên là Diệu Đăng do Đại Đức Thích Quảng Diệu ở Tịnh Thất Trơn Lạc, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên cùng một số mạnh thường quân và bà con có tấm lòng nhân ái khởi xướng. Đi vào hoạt động chưa lâu nhưng quán đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho các em học sinh dân tộc Khmer hay những người lao động nghèo khi cần chia sẻ khó khăn. Cứ tầm 11 giờ, quán cơm lại trở nên đông đúc. Ngoài người dân lao động nghèo thì thực khách đa phần là học sinh dân tộc Khmer xã Tân Lợi và An Hảo, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những phần cơm này đối với các em là điều vô cùng quý giá và ý nghĩa. Thưa quý vị, với niềm đam mê hoa sứ, một thanh niên ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu tìm ra thủ thuật kéo chân, tạo ra những cây sứ chân dài nhìn rất lạ mắt. Những sản phẩm độc đáo này cũng đang được nhiều người săn đón với giá bán cao gấp hàng chục lần những giống sứ thông thường. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm đặc biệt của chàng trai trẻ qua clip do khán giả Nguyễn Lan Anh có số điện thoại 0338 và số cuối 541 cung cấp đến chương trình. Người đang sở hữu những cây sứ chân dài này là anh Trần Duy Phong, 34 tuổi, ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điểm độc đáo của những cây sứ này chính là việc biến rễ thành thân cây. Rễ cây được kéo càng dài thì chiều cao của cây sẽ càng tăng và giá trị của cây cũng theo đó mà tăng lên. Được biết, anh Phong đã bắt đầu nghiên cứu và trồng giống sứ chân dài này hơn 3 năm. Hiện tại trong vườn của anh Phong đã có gần 4.000 cây sứ chân dài, có cây lên đến 6 năm tuổi, giá trị trên 20 triệu đồng. Hiện các sản phẩm của anh đã được bán đi nhiều nơi, trong đó có nhiều người mê sứ ở tận miền Bắc, miền Trung cũng tìm đến mua. Đợt dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, anh đã tung ra thị trường lô hàng đầu tiên với hơn 300 cây và giá bán mỗi cây từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Cung không đủ cầu. Qua tìm hiểu, khán giả Hà Phương được biết các giống sứ anh Phong đang trồng đều được nhập từ Thái Lan. Muốn kéo chân dài cho cây phải lựa chọn giống cho phù hợp. Để tạo được chân dài cho cây thì sau khi gieo hạt trồng chừng 8 tháng, người trồng sẽ tiến hành nhổ cây lên, cắt tỉa phần rễ và chỉ chọn một rễ tốt nhất để nuôi làm thân cây. Rễ này sẽ được buộc cố định vào một thanh tre, phần nuôi rễ sẽ được cắm vào trong một cái chai nhựa. Khi phần rễ mới mọc ra đủ lớn thì tiếp tục được nhô lên. Quá trình như vậy sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nào cây có chiều cao như ý. Việc nghiên cứu tìm tòi tạo ra sản phẩm mới từ cây hoa sứ không chỉ mang về thu nhập hấp dẫn cho gia đình mà anh Phong còn góp phần làm cho bức tranh hoa cảnh ở làng hoa Sa Đéc nổi tiếng thêm phần hấp dẫn. Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 12 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là hai gói ni lông được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0982 3 số cuối 651. Sáng ngày 12 tháng 10, tại vườn hộ số 101 trên 2 thuộc ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn điện làm một người tử vong. Được biết trước đó, nạn nhân ra vườn bơm nước thì mô tô bơm nước bị rò rỉ điện gây ra tai nạn thương tâm trên. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Toàn có số điện thoại 0976 3 số cuối 379. Vào tối 11 tháng 10, một người đàn ông tới nơi làm việc cũ ở phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh chơi và tổ chức ăn nhậu. Do xảy ra mâu thuẫn nên nạn nhân bị bạn nhậu dùng hung khí đâm trọng thương. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng gọi điện báo công an địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu với một vết thương sâu ở bụng. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương qua số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân các xã ven biển huyện Hòa Bình và phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lo lắng mỗi khi qua lại cầu sắt bắc ngang kênh 30 tháng 4 vì cầu xuống cấp nghiêm trọng. Đáng nói, một cây cầu bê tông mới được xây dựng hàng chục tỷ đồng thay cho cây cầu này được khởi công cách đây vài năm, nhưng đến nay đã bị đình trệ, chậm tiến độ và không biết bao giờ mới được đưa vào sử dụng. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hoàng có số điện thoại 0379 3 số cuối 232. Theo các cụ cao niên trong làng và các tư liệu còn lưu giữ, đình Lại Thế xã Phú Thượng, Phú Vang được xây dựng từ năm 1741, thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ hai. Đây là một trong những ngôi đình cổ ở Thừa Thiên Huế, có giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Vào năm 2001, đình này được công nhận di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, hiện nay nhiều trụ cột đã bị sụt lún, mục ruỗng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Phản ánh của khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0333 3 số cuối 774. Thời gian gần đây, nhiều dự án bất động sản cùng các công trình nhà ở nhanh chóng hình thành tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, khiến mật độ xây dựng tại địa phương này ngày một gia tăng. Kéo theo đó là việc đổ trộm xà bần vào các bãi đất trống bên đường hoặc những lô đất chưa xây dựng. Phản ánh của khán giả Bảo Trung có số điện thoại 0859 3 số cuối 087. Dù đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng quán cơm chay miễn phí ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho các em học sinh dân tộc Khmer hay những người lao động nghèo khi cần chia sẻ. Mỗi ngày, quán cung cấp từ 400 đến 500 suất. Ngoài sự ủng hộ của bà con địa phương về nhân công, nguyên liệu thực phẩm thì còn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân giúp quán duy trì hoạt động hiệu quả. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Hà Phương có số điện thoại 0926 3 số cuối 843. Với niềm đam mê hoa sứ, một thanh niên ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu tìm ra thủ thuật kéo chân, tạo ra những cây sứ chân dài nhìn rất lạ mắt. Những sản phẩm độc đáo này cũng đang được nhiều người săn đón với giá bán cao, gấp hàng chục lần những giống sứ thông thường. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Lan Anh có số điện thoại 0338 3 số cuối 541. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocninhkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.